Như vậy là thương vụ Real Madrid bán Cristiano Ronaldo cho Juventus đã đi tới hồi kết. Nhiều nguồn tin trên khắp châu khẳng định Los Blancos đã đồng ý bán siêu sao người Bồ Đào Nha cho câu lạc bộ thành Turin. Nguồn tin uy tín từ Sky cho hay hai câu lạc bộ này đã chốt xong mức phí chuyển nhượng 105 triệu bảng. Không lâu sau đó, phía Real Madrid đã thông báo trên trang chủ về vụ việc này. Chúng tôi thông báo đồng ý bán Cristiano Ronaldo cho Juventus theo yêu cầu của cầu thủ này. Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn với anh, người đã chứng minh được vị trí số 1 thế giới và đóng góp cực lớn trong thời gian rực rỡ của đội bóng. Ronaldo sẽ nhận được mức lương 30 triệu euro một năm từ Juventus. Số tiền này có thể được tập đoàn sở hữu Fiat chi trả thông qua hợp đồng quảng cáo giúp Juventus lách luật công bằng tài chính của UEFA. Trong vòng 9 năm qua, cầu thủ này đã vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh đã đóng góp lớn giúp Real Madrid giành 16 danh hiệu, nổi bật là 4 chức vô địch Champions League, 2 La Liga. Riêng cá nhân Cristiano Ronaldo đã giành tổng cộng 4 quả bóng vàng trong mùa Real Madrid, 2 lần nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, 3 chiếc giày vàng châu Âu. Tính tổng cộng, CR7 đã ra sân 438 trận đấu và ghi được 451 bàn thắng cho kênh Cành Trắng. Now you overreacting, I don't play that elastic. You be like, when we gon' fuck, what we gon' do? You should try and quit asking. My back on the phone, ain't been famous for a while, but I'm still up in my zone, and I don't usually smoke, but I'm high on sativa, it's too cold in my tea, I smell like heaven, I'm a diva, I'm in the league, so loud, I'm a speaker, the epic, now you know I'm gone.